Thưa quý vị, trong giai đoạn từ 2012 đến 2022, tức là sau 10 năm, thu nhập bình quân đầu người cả nước tăng hơn 2,3 lần, từ 1,99 triệu đồng một người một tháng lên 4,67 triệu đồng một người một tháng. Mức thu nhập bình quân của người dân được Tổng cục Thống kê tính toán gồm tất cả các khoản tiền nhận được từ tiền công, tiền lương, các khoản thu từ tự sản xuất trong các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thương mại dịch vụ và khoản thu khác. Trong số 63 tỉnh, thành phố trên cả nước hiện nay, tỉnh Bình Dương là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất nước, đạt khoảng 8,07 triệu đồng một tháng. Hai trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước là Hà Nội có thu nhập bình quân đầu người đạt 6,42 triệu đồng một tháng, thành phố Hồ Chí Minh đạt 6,39 triệu đồng một tháng. Đến cuối tháng 4, các nhà cung cấp nước ngoài trong đó có Google, Facebook, TikTok đã trực tiếp nộp 3.000 tỷ đồng tiền thuế, lũy kế 2 năm gần 14.600 tỷ đồng. Theo số liệu của Tổng cục Thuế, hiện có 94 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế qua cổng thông tin điện tử. Hiện ngành thuế nắm dữ liệu ngân hàng của 121 triệu tài khoản cá nhân và trên 9 triệu tài khoản tổ chức tại 96 ngân hàng thương mại. Thời gian qua, cơ quan thuế đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp trong ngắn và dài hạn để tăng cường quản lý thuế đối với thương mại điện tử trong nước, xuyên biên giới. Cùng với đó, cơ quan này tiếp tục ra soát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm với cá nhân tổ chức không chấp hành kê khai hoạt động thương mại điện tử. Theo báo cáo mới nhất về tình hình thị trường bất động sản do Bộ Xây dựng vừa công bố, lượng tồn kho bất động sản tại các dự án trong cả nước quý 1 vào khoảng 23.092 căn, bao gồm cả chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền. Trong số đó, chung cư có 3.706 căn, nhà ở riêng lẻ 8.468 căn và 10.855 sản phẩm đất nền. Như vậy, đất nền đang dẫn đầu lượng hàng tồn kho và kế tiếp là nhà ở riêng lẻ. Nhiều đơn vị tư vấn bất động sản cho rằng, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tại một số khu vực có giá bán tăng nhẹ và giao dịch khá sôi động. Cùng với đó, việc tổ chức bán đấu giá đất nền tại các khu đô thị, khu dân cư mới đã được các địa phương triển khai nhiều hơn với cùng kỳ năm 2023.